Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Hôm nay lên sóng cho bác một em đỏ rực rất là cháy trong hè năm nay. Và đây là một em Mitsubishi Electric mọi người nhá. Sản xuất là 2020. Với phiên bản này thì nó chỉ có một phiên bản thôi. Nhưng mà thực sự với tầm tiền hơn 300 mà sở hữu em này thì chúng ta phải cũng rất là lên cân đối đấy. Vì không gian ngồi này, chút nữa em sẽ vào không gian để cho mọi người cảm nhận thấy là không gian ngồi rất là dài rộng mọi người nhá. Lốp lác của xe đây. Di chuyển tiếp theo đến phần tay nắm cửa này, từng đường nét trên chiếc xe rất là đẹp luôn mọi người ạ. Tay nắm cửa tích hợp mà mạ chrome rồi mọi người nhá. Tổng quan là một chiếc xe rất phù hợp để các bác có muốn chạy thêm taxi, chạy thêm dịch vụ thì cũng có thể đáp ứng luôn cho mọi người nhá. Để em một chút để em vào mở thêm phần khoang cốp cho mọi người xem thêm nha. Đã có cam lùi đầy đủ hết rồi mọi người ạ. Đã có cam lùi hết rồi. Để em một chút em sẽ mở thêm phần khoang cốp cho mọi người nhá. Đã có dán phim rồi mọi người ạ. Chiếc xe khá là đầy đủ cho các bác nha. Khoang cốp thì rất là đủ dùng luôn mọi người nhá. Thực sự là rất dài rộng đủ dùng luôn đấy ạ. Tổng quan và khoang cốp cho mọi người xem này. Keo chỉ trên chiếc xe đây mọi người nhé, từng dấu phẩy sơn, tất cả các đường nét trên chiếc xe thì đều có hết rồi mọi người ạ. Đây, tiếp tục vào phần khoang ghế da còn rất là mới 2020 này. Một không gian xe rất là bóng bẩy luôn mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ có ở đây là Cruise có rồi mọi người nha. i10 là không có đâu. Mà chiếc xe này thì có rồi. Đó, màn hình xinh xinh đủ dùng. Bây giờ em sẽ mở thêm về phần khoang máy cho các bác xem nhé. Động cơ thì là 1.2 thôi, nhưng mà nó sẽ đi đủ dùng, không hề bị yếu mọi người nhé. Mà máy móc của Mitsu thì mọi người khỏi lăn tăn cho em một dòng xe rất hợp lý với các bác luôn. Xe nhập mọi người nhá. Đó, chẳng gì thì mọi người vẫn yêu ái đồ nhập hơn đúng không ạ? Đó, các bác nhìn vào từng con ốc này. Đấy, bác nào muốn quay cận cảnh hơn khu vực nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé, để em sẽ quay được rõ nét hơn cho mọi người. Và đó là một chiếc xe Mitsubishi Attrex 2020 Oddo, đi có hơn 3 vạn một chút thôi, giá bán thì cũng hơn 300 thôi. Liên hệ trực tiếp với em để chốt giá nhé. Xin chào.